Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vừa bị ông Tổng chĩa nòng vào mặt Nguyễn Kim Sơn bị kẻ giấu mặt đâm lén. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa cho Bộ Công an điều tra sau khi khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam. Nguyên nhân là Bộ Giáo dục đã vi phạm trong công tác xây dựng ngân sách và câu hỏi đặt ra về đề thi môn sinh học tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2021. Tiếp theo khởi tố vụ án là khởi tố bị can bà Phạm Thị My, sinh năm 1963, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, và ông Bùi Văn Sâm, sinh năm 1949, cựu giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cũng bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai người này bị truy tố theo điều 356 của Bộ luật hình sự. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào Bộ Giáo dục. Đây được xem là phát súng đầu tiên chĩa thẳng vào mặt ông Nguyễn Kim Sơn. Trong bối cảnh ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị bắt, thì việc bắt thêm một ông bộ trưởng đầy tai tiếng khác không có gì là bất ngờ. Gần đây, xã hội bức xúc về hiện tượng tăng học phí lên đến 5 lần và tăng giá sách giáo khoa lên từ 2 đến 3 lần. Trong bối cảnh người dân thiếu thốn đủ bề vì hậu Covid, đồng thời giá xăng thì tăng phi mã, kéo theo lạm phát cao, người dân đã nghèo lại càng nghèo hơn. Đáng lẽ ra, Bộ Giáo dục phải có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ học sinh một phần hay toàn phần sách giáo khoa, thì Bộ Giáo dục lại làm ngược lại. Đây là dấu hiệu dung túng cho nhóm lợi ích giáo dục trục lợi. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải phanh phui tới cùng vụ này. Cũng gần đây trên báo Giáo dục có bài viết Bộ Giáo dục nên có một bộ sách giáo khoa điện tử đăng công khai, ai cần cứ lấy. Tác giả đề nghị rằng thực trạng sách giáo khoa chỉ sử dụng một năm rồi bỏ hoặc bán lồng nát tồn tại trong thời gian gần đây cho thấy sự lãng phí trong việc sử dụng sách giáo khoa, cho thấy việc biên soạn sách giáo khoa có vấn đề. Số tiền mua sách giáo khoa không phải nhỏ mỗi năm, nhưng phải vứt đi hoặc quán lồng nát là điều vô cùng lãng phí, nhưng lại không có ai lên tiếng, chịu trách nhiệm, và người tiêu dùng, tức là phụ huynh học sinh, đã phải lãnh đủ. Đây là hình ảnh đề xuất làm ông Nguyễn Kim Sơn không vui. Dù không ép buộc được, nhưng gần như sách giáo khoa cũ đều trở thành hàng phế thải và học sinh phải mua sách mới. Mọi thiệt thòi đều cho học sinh, cũng như các phụ huynh phải gánh chịu, và đương nhiên lợi nhuận khủng thì rơi vào túi các nhà xuất bản sách giáo khoa và người bán sách. Tác giả cũng đã mạnh dạn đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng, nhà nước thực hiện đề xuất này để mang lại lợi ích cho nhân dân. Đây quả thật là đề xuất tuyệt vời, nhưng thực sự đề xuất này không làm cho Nguyễn Kim Sơn vui. Vì sao? Vì chính ông Nguyễn Kim Sơn đang để đề án nâng giá sách giáo khoa tung hoành mà cấp chương trình sách giáo khoa miễn phí thế này, thì các nhóm lợi ích có liên quan đến nhà xuất bản giáo dục làm sao còn nơi nào để hái ra tiền và cung phụng cho các ông nữa. Cũng không rõ người đề xuất ý kiến này là ai, nhưng cũng phải thừa nhận đây là ý kiến rất tốt. Người này không công khai tên tuổi vì chắc là sợ thế lực khủng căm ghét. Người được cho ý kiến hay như vậy mà phải nấp trong bóng tối thì rất đáng tiếc cho chế độ này. Người thẳng thắn không có đất sống. Với đề xuất này thì rõ ràng người đó đã đâm sau lưng ông Nguyễn Kim Sơn một nhát đầu điếng. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng chú ý đến đề xuất này thì các dự án của các doanh nghiệp thân hữu trong ngành giáo dục có thể sẽ mất miếng ăn của họ. Và nếu ông Nguyễn Phú Trọng chú ý sáng kiến mới thì không loại trừ ông sẽ cho người điều tra những dự án trục lợi mà hiện đang triển khai trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm khổ học sinh và làm phụ huynh thêm nhiều khó khăn vì cứ phải trả tiền mua sách mới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn đang không được an toàn như trước. Ông Nguyễn Kim Sơn xem ra không khác mấy người tiền nhiệm của ông. Ông Phùng Xuân Nhạ nếu cứ moi móc ra những sai phạm hay liên tục đưa ra những đề xuất làm lộ sai phạm thì có thể một ngày nào đó ông Nguyễn Kim Sơn sẽ đoàn tụ với các đồng liêu như Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long trong khu nhà giam mát lạnh. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chùm cuối lộ diện đến Nguyễn Phú Trọng phải co vòi vì đối thủ quá mạnh. Đảng ra chủ trương nhà nước quản lý mà cơ quan thay mặt nhà nước quản lý và điều hành đất nước theo chủ trương của chính phủ.
Ngoài trừ các bộ trưởng là ủy viên Bộ Chính trị ra thì các bộ trưởng còn lại đều là do Thủ tướng đề cử và Quốc hội bỏ phiếu thông qua. Đấy là hình thức, còn về bản chất thì ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu bên Ban Bí thư, thọc tay vào các bộ trong chính phủ là không hiếm. Còn nhớ trước đây, ông Vương Đình Huệ làm Bộ trưởng Bộ Tài chính dưới chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ông Huệ lại có mối quan hệ rất gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình ảnh mà Đài Tiếng Nói phát thanh BBC tại London đưa hình lên, không hiểu họ có ám chỉ gì. Những bộ trưởng sai phạm bao giờ cũng chịu trách nhiệm, cũng là cấp trên của bộ trưởng, tức là thủ tướng. Chính vì dựa vào lý do đó mà bất kỳ bộ trưởng nào từ phe ông Nguyễn Phú Trọng bỏ sang phe Phạm Minh Chính đều phải bị trừng trị. Hoặc phe thủ tướng mà dám thách thức hay coi thường ông Tổng cũng đều phải bị đưa vào lò. Ông Nguyễn Thành Long và ông Trung Ngọc Anh xét về cấp hàm là ngang nhau, cũng là ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, chiếc ghế mà Trung Ngọc Anh giá trị hơn vì ghế này đứng đầu một địa phương mạnh nhất nhì của đất nước. Bộ Y tế là bộ trung bình, không thể sánh ngang hàng với chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được. Như vậy, ông Nguyễn Thành Long không thể nào sai khiến Trung Ngọc Anh, hoặc lôi kéo Trung Ngọc Anh cũng khó, bởi vì Trung Ngọc Anh ở cửa trên. Xét về cấp hàm Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ trước đây thì ông Trung Ngọc Anh cũng hơn Nguyễn Thành Long, vì khi đó ông Trung Ngọc Anh là Bộ trưởng, còn Nguyễn Thành Long chỉ là Thứ trưởng. Vậy nên không có lý do nào để bảo rằng ông Nguyễn Thành Long sai bảo Trung Ngọc Anh hỗ trợ cho ông ta được. Với tư cách là Bộ trưởng, người mà có thể sai bảo được Trung Ngọc Anh chính là Thủ tướng, đó là ông Phạm Minh Chính. Theo lý mà nói, ông Phạm Minh Chính là người chịu trách nhiệm chính trong vai trò chống dịch. Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu sự phân công, phân nhiệm của ông Phạm Minh Chính. Vì thế, khi để xảy ra sai phạm ở hai bộ này, thì ông Phạm Minh Chính là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, cho tới bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ tấn công đến cấp bộ trưởng mà không thể nào tấn công đến cấp cao hơn. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính có võ, không dễ gì chạm vào. Hiện tại, ông Phạm Minh Chính đã kéo Tô Lâm về phe ông để củng cố lực lượng. Tuy nhiên, ông Tô Lâm là người thức thời, bên nào mạnh thì ngã theo bên đó. Nếu thấy ông Nguyễn Phú Trọng còn quá mạnh thì chưa chắc gì Tô Lâm nghe theo Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, dù sao, ông Phạm Minh Chính đã làm được một phần là làm cho Tô Lâm phải phân vân, chứ không còn tuyệt đối trung thành với Nguyễn Phú Trọng nữa. Đánh mạnh vào Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ là ông Trọng đang muốn tấn công vào Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, thế và lực của Phạm Minh Chính hiện nay không hề thua ông Nguyễn Phú Trọng. Vì thế mà ông Trọng vẫn chưa dám động chạm gì tới Phạm Minh Chính. Bên cạnh đó, ông Trọng ngày một già yếu và việc nắm quyền lực của ông trong thời gian tới chưa chắc đã có thể đảm bảo được. Ở thượng tầng Đảng Cộng sản Việt Nam, cứ mỗi lần muốn triệt hạ đối thủ thì hay triệt hạ vây cánh trước. Đây là cách để làm suy yếu đối phương. Nếu thấy đối phương suy sụp thì tấn công tiếp, còn đối phương quá mạnh thì bỏ cuộc. Ông Trọng cũng từng làm như thế với ông Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải. Ông Trọng bắt Trần Bắc Hà, Đinh La Thăng là nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng, nhưng thấy Nguyễn Tấn Dũng vẫn sừng sững nên thôi. Tấn công vào Lê Thanh Hải cũng thế, bắt Tất Thành Cang và bắt luôn Lê Tấn Hùng, em ruột của Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, ông Trọng vấp phải đối thủ cứng cựa nên ông đành thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng phải buông tay trước Phạm Minh Chính. Hiện nay, ông Trọng đang làm điều tương tự đối với ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính rất cứng cựa nên Nguyễn Phú Trọng lại co vòi. Sau vụ Việt Á, nếu không làm gì được Phạm Minh Chính thì ông Chính sẽ mạnh lên và không sớm thì muộn cũng xoán ngôi của Nguyễn Phú Trọng.